Tế ơi, bây giờ mày sợ chết không dám vì những người anh em rồi à? Đúng rồi. Sợ chết lắm. Đấy à? Sợ chết lắm. Tao đánh đổi 20 năm vì cái chuyện riêng tư, vì những người anh em nhé. Ngược lại, ta phải trả giá và đi tù. Và những năm tháng tù tội đấy, ta khổ hạnh. Hỏi có những thằng anh em là vì tao, thế thì sao tao phải vì, đúng không? Thứ hai nữa, bố mẹ sinh thành cho tao, nuôi tao khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Ngày xưa bố ốm đau, mẹ ốm đau, tao anh em gọi điện, tao bỏ trong đêm tối tao đi. Rõ ràng mẹ ốm, tao là thằng một đứa con bất hiếu, chỉ mãi chơi đi với những người anh em, quên cả bố mẹ ở nhà. Tao vì anh em quá nhiều rồi, tao đã từng thế mán với những thằng anh nhá. Nó có một cuộc nhận cho chúng nó có một cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng nếu gặp vợ con tao ngoài đường có bin bin thì không được. Thế tao hỏi rằng là bây giờ tao lại phải vì những người anh em nữa, vì như vậy quá đủ rồi nhá. Vì như vậy quá đủ rồi, hiểu không? Bây giờ tao phải lo cho bản thân tao, cho gia đình, vì những người anh em. Nhưng những người anh em có vì mình đâu à? Hay là lúc thằng Tế này còn có tác dụng thì anh em tình nghĩa, nhưng khi mà không còn cái giá trị lợi dụng của chúng nó nữa thì tình anh em nhỉ, nó có biết mình là ai đâu. À, tù có năm có tháng, không tù cả đời, thế mà nó còn lỡ bỏ tao và những người anh em đấy. Tình nghĩa đấy, vì đấy, ta vì nhiều rồi nhá. Bây giờ ta phải vì cho gia đình, vì bố mẹ, vì gia đình vợ con, vì bản thân tao. Ta không còn ngu dại nữa, ngu mãi rồi, vì nhiều rồi, vì nhiều những người anh rồi, nhiều những người anh em rồi, nhưng không thảo nó vì tao hết. Nên là ta ngậm đắng nuốt cay, ngậm bổ hoàn ngọt, ngọt cho tù cảm nhận được những gì mà những người anh em dành cho tao. Nhưng bây giờ tao phải vì cho bản thân tao trước nhé. Tao phải lo được cho gia đình, phải lo được cho bản thân thì mới nghĩ đến người anh em nhé. Anh với trưởng em. Bố chiếu xuống làm xe đi, thế là còn chưa tướng đi lại.